Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải một chiếc ví. Và ví này hiện tại thì nó đang cho chúng ta kiếm điểm point để đổi ra cái token của ví này. Đây là một dự án rất là tiềm năng và ví có tên là FiGen. Hiện tại thì dự án này nó đã chạy được khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì nó mới có chương trình airdrop. Ví này thì cũng đã bán ở cái vòng private sale đã kết thúc và hiện tại thì đang gọi vốn quỹ. Dự án này được ươm tạo bởi Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu với 30 triệu người dùng. Dự án này cũng đã hợp tác với Tether để quảng bá USDT như một phương thức thanh toán toàn cầu và có hợp tác với lại Telegram Tone Foundation để cung cấp dịch vụ cho hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng của Telegram. Hiện tại thì ứng dụng FiGen này đã cho phép chúng ta là có thể sử dụng chi tiêu tiền điện tử nhanh hơn và dễ dàng hơn. Chúng ta có thể là mua bán hàng hóa dễ dàng bằng cách là quét mã QR hoặc là nạp tiền điện thoại thanh toán hóa đơn, thẻ quà tặng và đặt chỗ trực tiếp cho 2,5 triệu khách sạn, 200 hãng hàng không và dịch vụ eSIM ở 120 quốc gia. Tương lai của du lịch không tiền mặt và không thẻ được khởi tạo với FiGen và các tên tuổi lớn toàn cầu. Trên màn hình của các bạn có thể là nhìn thấy ở đây có những đối tác Web3 lớn như là Binance, Tone, FPT Japan Holding và một số những cái quỹ và đối tác khác. Điểm đặc biệt ở cái ví này là chúng ta có thể sử dụng tiền điện tử để chúng ta thanh toán và mua bán hàng hóa trao đổi ở trên app này. Nó khác hoàn toàn so với những cái ví mà chúng ta đang sử dụng thông dụng, ví dụ như là ví Chớt hay là ví Sapan hay là ví Metamask. Những cái ví đó thì các bạn chỉ sử dụng để giao dịch và trao đổi cái tiền điện tử thôi. Còn với ví FiGen này thì các bạn có thể là mua bán trao đổi hàng hóa ở trên này rất là dễ dàng và tiện lợi, kể cả các bạn đi chợ các bạn cũng sử dụng được cái ví này. Và nó ứng dụng trên toàn cầu chứ không phải chỉ riêng ở trong Việt Nam. Điểm đặc biệt của dự án này là họ đã bán ở cái vòng private sale đã kết thúc và hiện tại thì đang gọi vốn quỹ. Và cái cơ hội để chúng ta sở hữu cái đồng token này ở vòng private sale nó đã kết thúc rồi. Vì vậy đây là cái cơ hội cuối cùng để cho chúng ta có thể sở hữu bằng cách là chúng ta tải ví, sau đó thì làm nhiệm vụ để nhận cái điểm point. Và điểm point này thì sau này sẽ được đổi ra cái đồng token của ví này. Đây là một dự án rất là tiềm năng, nó không giống như những cái dự án khác mà mình đang chia sẻ cho các bạn. Bởi vì hiện tại thì chúng ta đang khai thác rất là nhiều những cái đồng coin ở trên Telegram. Tuy nhiên là với cái dự án này thì nó chắc chắn hơn, bởi vì ở đây thì họ đang gọi vốn quỹ và các bạn có thể sử dụng được tất cả những cái đồng tiền điện tử trên cái ví này để chúng ta giao dịch mua sắm hàng hóa. Thứ nhất là nó thiết thực và nó ứng dụng được vào đời sống thực của chúng ta. Thứ hai là ai cũng có thể sử dụng được. Nó rất là dễ hơn so với những cái ví mà đang có trên thị trường. Vậy thì để tham gia được cái kèo này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đăng ký để nhận được 45.000 cái điểm point của cái dự án này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp vào cái đường link mình để bên dưới phần mô tả video. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cài đặt cái app này về máy. Sau khi các bạn tải ví về rồi thì nó sẽ có cái logo như thế này. Chúng ta sẽ truy cập vào trong cái app ví này. Mình sẽ bật mí thêm cho các bạn là cái dự án này thì đến tháng 9 nó sẽ bắt đầu list sàn nhé. Ở giao diện này thì chúng ta sẽ chọn tiếng Việt này và chúng ta sẽ nhấp tiếp theo. Các bạn sẽ nhấp vào mũi tên ở đây, nhấp tiếp vào mũi tên này và nhấp tiếp mũi tên lần cuối. Sau đó các bạn nhấp vào tích xanh. Tới đây nó sẽ hiển thị ra một cái banner thông báo thì các bạn sẽ nhấp vào cái dấu X ở đây để tắt nó đi nhé. Và đây thì chúng ta nhìn thấy cái mục là thiết lập ví này. Các bạn sẽ nhấp vào mục thiết lập ví. Các bạn ưu tiên là chúng ta sẽ tạo một ví mới nhé. Chúng ta sẽ làm một cái ví mới tinh. Và tạo ví mới này thì các bạn cần phải tạo một cái mật khẩu. Mật khẩu này sẽ chỉ được sử dụng để đăng nhập vào ví FiGen ở trên thiết bị của các bạn. Có một lưu ý với các bạn là ví FiGen này không thể khôi phục mật khẩu này cho tôi. Vì vậy mà khi các bạn tạo mật khẩu thì các bạn cần phải ghi chép cẩn thận ra một quyển sổ. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ phải chép cụm từ, 12 cụm từ bí mật của cái ví này ra sổ. Bởi vì cái 12 cụm từ đấy nó rất là quan trọng, nếu các bạn để lộ thì các bạn sẽ bị nó hack ví. Nếu các bạn quên hoặc là các bạn mất 12 cụm từ đấy thì các bạn sẽ không truy cập được vào trong ví. Vì vậy mà các bạn cần phải ghi chép cẩn thận ra sổ nhé. Các bạn nhấp vào tích xanh ở đây và chúng ta nhấp tiếp theo này. Ở bước này thì các bạn sẽ tạo mật khẩu. Mật khẩu sẽ gồm có 8 ký tự trở lên, trong đó có chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt. Ví dụ như là A còng hoặc là thăng sao hoặc là đô này. Sau khi các bạn tạo mật khẩu ở ô trên này xong, các bạn sẽ nhập mật khẩu lại một lần nữa xuống cái dòng bên dưới này để cho nó khớp nhau. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có cái mã giới thiệu của mình. Thì nếu các bạn đăng ký qua link của mình, nó sẽ có mặc định là cái mã giới thiệu này. Còn nếu các bạn không đăng ký qua link mà chỉ tải app ở trên cửa hàng, thì tới cái bước này các bạn vui lòng là nhập cái mã giới thiệu của mình vào.
Bởi vì khi các bạn nhập mã giới thiệu của mình vào, các bạn mới nhận được phần thưởng nhé. Còn nếu các bạn không nhập mã giới thiệu thì sẽ không nhận được phần thưởng. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhấp vào mục tạo ví. Và đây nó sẽ hiển thị lên một cái thanh trượt này. Các bạn sẽ kéo cái mũi tên ở bên dưới trượt sang ngang để làm sao ghép được hai cái hình ảnh này nó khớp vào nhau. Như vậy là được. Thì chúng ta sẽ nhấp vào mục tạo ví bên dưới này. Sau khi các bạn tạo ví xong thì nó sẽ hiển thị ra cái mục là file gen tặng bạn quà chào mừng là 3.000 cái điểm point này. Các bạn sẽ nhấp vào mục tôi đã hiểu. Rồi tiếp theo thì nó sẽ sang tới cái bước này. Các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có cái mục là sao lưu cụm từ bí mật của bạn để giữ an toàn cho ví tiền điện tử của bạn này. Thì các bạn sẽ nhấp vào mục sao lưu nhé. Rồi tới bước này thì nó sẽ hiển thị ra cái mục là nhập mật khẩu ví mà lúc nãy các bạn vừa mới tạo ấy. Các bạn sẽ nhập vào đây và các bạn sẽ nhập vào mục tiếp theo. Khi mà sang tới bước tiếp theo nó sẽ hiển thị ra 12 cái cụm từ mật khẩu ví của các bạn, thì các bạn sẽ sao chép và ghi chép cẩn thận ra quyển sổ. Sau khi các bạn sao chép và ghi chép cẩn thận rồi thì các bạn sẽ nhấp vào bước tiếp theo. Thì nó sẽ hiển thị ra một cái ô để các bạn sắp xếp lại cái cụm từ đấy theo lần lượt thứ tự từ 1 đến 12 nhé. Có nghĩa là nó sẽ hiển thị ra một cái ô trống như thế này. Và bên dưới thì nó sẽ có hiển thị là 12 cái cụm từ của các bạn. 12 cái cụm từ này thì nó sẽ đảo lộn nhau. Và cái việc của các bạn là các bạn sẽ sắp xếp làm sao thứ tự nó lần lượt từ 1 đến 12 là được. Bây giờ khi mà các bạn đã truy cập được vào bên trong ví rồi thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục điểm point nó hiển thị ở trên này, là cái điểm point thưởng mà các bạn vừa tạo tài khoản xong được nhận ấy. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Rồi nó sẽ hiển thị ra các cái mục để chúng ta kiếm thêm cái điểm fee point này. Điểm fee point này sau này sẽ được quy đổi sang đồng token của dự án này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái mục là phần thưởng hàng ngày. Thì ngày nào các bạn cũng sẽ vào đây điểm danh để chúng ta nhận phần thưởng. Ngày đầu tiên sẽ nhận được là 500 cái điểm point này. Cho đến ngày thứ 7 các bạn sẽ nhận được 1.000 nhé. Cái điểm point này nó sẽ tăng dần lên theo ngày. Chúng ta sẽ nhấp vào mục nhận 500 điểm point ở đây. Chúng ta nhấp vào mục tôi đã hiểu. Rồi tiếp theo các bạn sẽ kéo lên, ở đây nó có tới khoảng hơn 10 cái nhiệm vụ để chúng ta kiếm thêm điểm point này. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp vào đây để xem quảng cáo này. Sẽ nhận được 1.000 nhé, một ngày các bạn sẽ được xem 3 lần. Sau khi cái video quảng cáo nó kết thúc ấy, thì chúng ta sẽ nhấp vào mục dấu x ở trên này để tắt cái thông báo này đi. Nó đã báo là đã cấp phần thưởng rồi này. Và chúng ta sẽ nhận phần thưởng nhé. Và sau khoảng nửa tiếng thì các bạn sẽ vào đây, chúng ta được xem quảng cáo thêm lần nữa. Một ngày chỉ được xem 3 lần, mỗi lần cách nhau nửa tiếng. Và tiếp theo thì đến cái mục là xác nhận địa chỉ email của bạn này. Thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Và các bạn sẽ nhập địa chỉ email. Sau khi nhập xong địa chỉ email các bạn nhấp vào tiếp theo nhé. Và chúng ta sẽ có 1 phút để lấy mã code này. Mã code này sẽ được gửi về hộp thư email. Các bạn sẽ vào lấy mã code và dán vào đây nhé. Đây là mã code gửi về email, chúng ta sẽ lấy mã code này để nhập vào bên ví nhé. 392453. 392453. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo cái thanh trượt này để ghép hai cái hình ảnh ở trên này nó khớp vào nhau. Như vậy là chúng ta đã nhận được 10.000 khi mà chúng ta xác minh cái địa chỉ email này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục tôi đã hiểu. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm thêm nhiệm vụ nữa để nhận thêm phần thưởng nhé. Các bạn sẽ kéo lên và bên dưới này nó sẽ hiển thị cái mục kiếm ngay này. Hiện tại thì mình đã kiếm được là 15.500 điểm point này rồi. Chúng ta sẽ nhấp vào kiếm ngay. Và đây chúng ta sẽ làm tiếp các cái nhiệm vụ còn lại, là xác thực Telegram này sẽ nhận được là 15.000 điểm point nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào mũi tên này. Và chúng ta sẽ nhấp vào mục lấy mã nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn mở bằng Telegram này, chúng ta sẽ chọn chỉ một lần. Ở đây nó sẽ hiển thị ra con bot của FileGen này, chúng ta sẽ nhấp vào cái mục bắt đầu nhé. Và các bạn sẽ nhấp vào mục Git OTP code này. Và đây là cái mã code của chúng ta là 202380. 202380, các bạn sẽ nhập vào đây là được nhé. Rồi chúng ta sẽ kéo cái thanh trượt này để ghép hình ảnh trùng khít vào nhau. Như vậy là mình đã hoàn thành cái mục là xác minh cái tài khoản Telegram để nhận được 15.000 điểm point. Chúng ta sẽ nhấp vào mục nhận thêm phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ là xác thực tài khoản Discord này.
Các bạn sẽ nhấp vào mũi tên ở đây. Những cái nhiệm vụ này là không bắt buộc, nhưng mà các bạn càng làm được nhiều thì các bạn càng nhận được nhiều điểm point nhé. Nên là mình khuyến khích các bạn nên làm hết tất cả các nhiệm vụ. Thì ở đây nó sẽ có hướng dẫn này, cái thao tác mà các bạn cú pháp của nó sẽ là một dấu gạch ngang và viết chữ code này. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ lấy mã ở đây nhé. Tới đây các bạn sẽ nhấp vào mục chấp nhận lời mời này. Và tiếp theo thì ở đây nó sẽ có cái mục để các bạn gửi tin nhắn. Các bạn sẽ nhấp vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ soạn tin theo cú pháp là gạch chéo này, gạch chéo code này. Rồi các bạn sẽ nhấp vào mũi tên gửi nhé. Sau đó nó sẽ nhắn cho mình một cái mã code là 975818 này. Chúng ta sẽ quay trở lại nhé. 975818. Rồi chúng ta sẽ kéo cái thanh công cụ này để ghép hình ảnh này nó trùng khớp vào nhau. Như vậy là chúng ta đã xác nhận cái tài khoản Discord thành công để nhận được là 15.000 điểm point này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục nhận thêm phần thưởng. Ở bên dưới này còn rất là nhiều mục để chúng ta kiếm thêm phần thưởng, thì các bạn sẽ kéo lên nhé. Ở đây có thêm mục là mua bán crypto với Fizen P2P này. Thì các bạn sẽ nhận được thêm là 50.000 điểm thưởng này. Gửi USD ngay bây giờ thì với cái mục này nhé, các bạn sẽ nhận được 5.000 cái điểm fee point này. Và thưởng cho mỗi lần gửi mới hàng ngày, là ngày nào các bạn gửi các bạn cũng sẽ nhận được cái điểm point này. Ở đây thì các bạn cũng có thể gửi thêm cái điểm fee point này ngay để nhận thêm 20% lãi trả hàng ngày. Và tiếp theo thì các bạn có thể là mua thẻ quà tặng nhận lên tới 50.000 điểm fee point này. Và cái mục cuối cùng là giới thiệu bạn bè, thì khi các bạn giới thiệu được một người các bạn sẽ nhận được thêm là 6.000 cái điểm fee point này nhé. Ở đây là tất cả những cái mục giới thiệu để các bạn kiếm thêm phần thưởng fee point. Và sau này các bạn sẽ được quy đổi cái điểm fee point này sang cái điểm token Fizen của dự án nhé. Tháng 9 này thì dự án nó sẽ niết sàn, chúng ta có thể là được mở khóa và giao dịch. Cho nên là chúng ta tranh thủ làm trong tháng 8 này. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta sở hữu được token Fizen của cái dự án này. Các bạn lưu ý là những cái mục làm nhiệm vụ ấy thì hàng ngày bên dự án họ sẽ cập nhật thêm, và sắp tới thì có thêm những cái nhiệm vụ mới để cho các bạn tham gia. Thỉnh thoảng các bạn vào điểm danh ở đây thì các bạn thấy những cái nhiệm vụ mới thì các bạn sẽ làm luôn. Lần đầu tiên khi mà các bạn đăng ký và tạo tài khoản xong, các bạn làm hết nhiệm vụ thì sẽ nhận được tối đa là 45.500 cái điểm point này nhé. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn kiếm thêm cái điểm point của dự án Fizen. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều đồng token Fizen. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.